Livestream. Chào tất cả mọi người. Hiện nay chúng tôi đang ở trên du thuyền chuẩn bị khởi neo. Đó, trong thời tiết giá lạnh gì mà ngồi trên mỏ tàu nè, mỏ thuyền. Đó, ăn Noel trên nóc du thuyền. Noel trên nóc du thuyền. Sáng không? Không phải sáng không, mặt ai cũng đỏ hết. Thấy cái áo lạ không? Đó, xinh á. Áo có rất là nhiều đèn. Hey, xin chào mọi người, Ly đây. Chào Cẩm Nhung, chào Phương Võ, chào Phạm Ngọc Trang. Đâu cần bắt đèn đâu anh. Hồng Loan, Khánh Băng. Hello anh Don, Don Lê, Lê Thanh Chánh, xin chào mọi người. Chị Hồng Hạnh, chào chị. Chào Xuân, hello Nguyễn. Anh chị đang đi trên thuyền để đi đi dạo Christmas. Dạo Christmas trên trên thuyền cùng với lại mọi người. Rất là lãng mạn. Một lát nữa là Ly sẽ cho mọi người xem ở đây hôm nay có rất là nhiều chuyến thuyền, họ là thuyền của gia đình đó. Họ sẽ bày trí Noel ở trên thuyền và chạy vòng trên biển. Trên biển rất là đẹp, du ngoạn. Chào Thủy Tiên, chào em, chào Nguyễn Thanh Tùng, chào Linh Lan, chào Trần Mai. Lạnh quá mọi người ơi, đang ngồi ở đây gió, vừa gió mà vừa lạnh nữa, nhưng mà rất là vui. Hồng Hạnh, em Duy giống tài tử Hồng Kông quá kìa. Em Duy, chị Hồng Hạnh đó, em Duy giống tài tử Hồng Kông quá kìa. À, cảm ơn chị. Thấy chưa, thì ta tài tử mà. Bên Hồng chào Bến Thành. Dược sĩ Xuân Nương, chị đang ở Mỹ em ơi. Chị đang ở Mỹ và ở đây là gọi là New Bọc Bít. Ngọc Lan, đẹp quá Ly ơi. Cảm ơn Ngọc Lan nha, rất là lãng mạn luôn á. Đang ăn Noel ở trên du thuyền, rất là lãng mạn. Lê Thị Loan, chào Lê Thị Loan. Mi Võ, chào Mi Võ. Xuân Trúc, Thùy Dương Đặng, Phan Yến, chào các em. Chụp cho hai chồng với cái. Hai chồng nha. Đang chờ một số người nữa. Đủ người thì thuyền sẽ nhổ neo và đi. Hồi lúc đi chắc quéo à. Cảm ơn Nguyễn Đình Nguyên Bùi. Chào Đình Nguyên Bùi. Chào Mi Võ. Thủy Tiên, khi nào anh chị về Việt Nam hả? Qua đầu tháng 1 anh chị về Việt Nam em. Đây, ở đây có một chiếc du thuyền cũng đang chạy đến. Sao Ly cũng có mơ cho một chiếc thuyền có nguyên một ông già Noel được chà bá lửa luôn rồi, thấy không? Rất là xinh. Chiếc tàu đó đẹp đó. Chiếc đó nó trang trí đẹp ha. Chiếc đó trang trí đẹp.
chứ nó mới vừa chạy ngang luôn đó, đúng không, đúng không? Nó mới vừa đi ngang, nó đi vòng, mới nãy nó đi vòng xuống dưới đây xong rồi nó đảo lại. Coi cái nhỏ mini kìa, mini mà cũng đóng cũng nhiều người trên đó nha. Thì nó phòng ngủ thôi mà nó chứ đã đi nó chứng kiến xung quanh là ấm á. Ừ. Thấy vậy chứ đi với nó cảm giác à, cảm giác vui vui lắm á. Merry Christmas mọi người, ở bên Việt Nam không khí Noel chắc cũng rần rần hả? Ở trong đông quá nha, trong thấy đông kìa. Không. Bên kia đây mười mấy người. Hai chị, hai chị Phương. Chị Phương ơi, ở bên Chicago lạnh không chị? Chị Phương ơi, khỏe không chị Phương ơi? Ồ, có cái này ấm à. Nhỏ quá, không được. Đây, ly, ly, nguyên ra đây. Đi đổi. Được tặng một cái nó. Ồ đúng rồi cái nó. Đó cái này vừa nè. Để hai hai chị em cái này. Qua đây qua đây. Con Dung nó mất tiêu rồi. Tại vì chờ cái người á bà không có mơ bà cái xe đi lại. Lần đầu cũng lại. Christmas list. Hai đứa đi không giờ Noel. Hai thì Dương. Đây, được tặng vừa được phát hai cái nón ông già Noel. Merry Christmas chị Phương nha. Chị ơi chị Phương ở bên Chicago nè. Tiếp hả? À, chị tiếp á. Hai chị tiếp. Cậu Dĩ kìa. Cậu Dĩ ơi, cậu Dĩ. Cậu Dĩ ơi, đi vô thiền chơi không cậu Dĩ? Đã cậu Dĩ. Mấy cú này cậu Dĩ khoái lắm. Quá đã cậu Dĩ ơi. Đây, đây là chị Thu. Đó. À, chiếc vô thiền này là của con gái chị Thu đó. Nguyên nè, Nguyên. Đây là chị Nguyên, bạn của Ly. Đây là mấy chị bạn của Ly à, và hôm nay là mấy chị dẫn Ly đi chơi nè. Quay mấy cây nè trước nè. Nè chị tiếp chào trai đẹp, đẹp trai kìa. Này chị tiếp ơi. Xuống Ly áo lạnh. Ba này. Có nón này vô ấm á, cái đầu đây. Có nón này vô ấm đầu. Để chị Nguyên đổi đi. Bây giờ không, không, chị. Bây giờ nó bây giờ nó chưa chạy á là nó còn chưa quéo. Ừ, một lát nữa còn chạy nó quéo. Ừ. Không có nhu cầu. Được rồi. Nó xuống ở dưới thế nè. Ờ, cái nó xuống. Ở dưới đây là một cái phòng ngủ. Đây. Ở dưới đây là một cái phòng ngủ nha. Trong phòng ngủ là có toilet, đồ đàng hoàng, rất là đẹp. Chơi xong rồi có phòng vô ngủ luôn nếu mà mệt. Kim Huyền ơi, Ly đang đi chơi, đi dạo du thuyền ở New Bọc Bích. Trần Thanh, chào Trần Thanh. Hôm nay đi đón Christmas cùng với lại các anh chị. Thằng Lê, anh chị đẹp trai quá, ngưỡng mộ lắm. Cảm ơn Lê nha. Chúc cho mọi người Giáng sinh vui vẻ. Nguyên Thảo, chào Nguyên Thảo. Lạnh quá mọi người ơi.
tàu chưa chạy mà đã quéo rồi, huống chi tàu chạy. Merry Christmas to everyone. Trần Thanh kêu anh Duy cái chị. Anh Duy đi restroom rồi. Anh Duy đi restroom rồi. Đang chờ tàu chạy, chút nữa tàu mới chạy. À, My Hương Kim tuyệt vời, chúc thầy chào em gái của mùa Noel tràn ngập. Cảm ơn chị My Hương Kim nha. À, Merry Christmas chị, chúc chị Giáng sinh vui vẻ nè chị My Hương Kim. Chào chị Trần Bích Trâm, Nguyễn Bích Trâm lộn, em xin lỗi. Bữa nay em đổi họ chị luôn ơi chị Trâm. Trâm ơi, lạnh quéo nè Trâm ơi. Chào anh Trường Hải. Anh Hải ơi, anh Hải khỏe không? Năm nay có hú vợ chồng em tất niên không hả anh Hải? Lê Thanh Chánh, chị Ly Vinh, Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn em, Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas. Coi chừng ổng đi thở thính đó. À, ở đây gái Mỹ nhiều lắm. Gái Mỹ đẹp đẹp không à. Trâm ơi, Trâm, chị đang làm gì vậy Trâm? Hỉ Merry Christmas nha vợ chồng Trâm với lại Linh Tý. Dạ, không khí rất là Noel hả chị. Giờ tụi em đang đi hưởng thụ, đang đi hưởng thụ cái lạnh, đang ngồi ở đây chứ quéo cò đó. À, cũng không lạnh lắm đâu, cũng lạnh hơi teo teo thôi chứ cô không lạnh lắm. Anh Hải, anh Trường Hải ơi, ngày 5 tây tháng 1 là em về Việt Nam, có gì hú em nghe anh Hải. Minh Điền, em chào chị Ly, chị đang ở Mỹ em ơi. Lê Thủy, đẹp quá chị ơi, chúc anh chị tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Cảm ơn em. Giờ này ở Việt Nam mấy giờ rồi mọi người? Jingle bell, jingle bell. Nhìn chị giỡn cái gì đó. Cái gì vậy? Nhắn cái gì tôi đọc không được vậy? Có hai mẹ con bé người Mỹ nè, thấy thương không? Mẹ ngồi ấm con kìa, thấy thương không? Đó. Hai mẹ con bé người Mỹ rất là thấy thương. Show 1 tây tháng 1 à, dạ anh Hải ơi, 1 tây tháng 1 em đâu có thấy ai gọi em đâu. 1 tây tháng 1 em hát ở bên Cali. Một tay countdown em hát đón năm mừng năm mới ở bên Mỹ. Tại vì em không thấy bên anh Hải gọi cho em. Nguyễn Thị Hồng Thắm sắp tới Giáng sinh chúc vợ chồng. Cảm ơn Nguyễn Thị Hồng Thắm, Merry Christmas nha. À, 9 giờ sáng. 9 giờ sáng rồi. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Bên đây thì bây giờ là khoảng mấy giờ tối ta? 9 giờ sáng thì tầm áo lạnh luôn. Đây cũng mặc luôn. Bên này như 7 giờ tối á. Biển lặng, chào biển lặng. Đo luôn. Ngủ cũng không. Sao? Nằm ôm mẹ à? Say hi. Hello. 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 Say hi. Say hi. Nó không xô lạnh luôn. Xô này lạnh. Không chịu chùm. Không chịu chùm. Bây giờ sao? Mình ngồi đi. Ok. Ngồi xuống cho tàu nhổ neo. Hello.
Say hello. Hello. Cưng quá. Bây giờ tàu bắt đầu nổ neo. Ô vậy em mượn cái mền em chùm. Anh có cái mũ len nữa. Bây giờ là có cái mền nữa. Sướng không? Nãy để tự tin. Ôi có cái mền. Đắp cái mền lên ấm lắm. Có cho mọi người đi chơi ngoài biển rất là lạnh nhưng mà có mền để đắp luôn nè. Cho nên là không sợ lạnh nữa. Thôi được rồi, chị đắp đi. Cũng hơi lạnh đó, cũng hơi lạnh. Bà Thâu đi mượn của con bé. Cũng hơi lạnh mọi người ơi. Ở đây nè chị Thu. Đang livestream hả? Đang livestream. Ôi hello. Đó, thấy mấy chị tôi rất là Noel không? Nhìn mấy chị rất là Giáng sinh. Bây giờ tàu bắt đầu nhờ thì nhỏ đeo rồi. Bên đây đi. Tao mẹ đó, kệ nó. Bé này là cái gì là... qua đây nè, qua đây. Đi qua đây nè. Qua đây nè. Lát nữa là nó chạy nguyên cái bến tàu, nó có nhiều ấy. Nhiều tàu đẹp. Say hello. Say hello. What's your name? Sela. 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 Suck your hand. Trời mình bị trễ rồi. Thôi mà không trễ, 6 giờ. Mình đang chờ ai vậy? Đồ phút á, rồi đó đầu đi rồi đó. Chờ đồ ăn nè. Nhắc tới ăn cái thấy đó buồn. Như chạy xong rồi vô đây mới ăn phải không? Không, mình muốn ăn thì mình ăn. Bên chị bên đây hiện tại là mấy giờ chị? 8 giờ chưa? 6 giờ, gần 6 giờ đúng á. Mới có 6 giờ thôi đó mọi người. Hiện tại là ở bên Mỹ mới có 6 giờ chiều thôi đó mà mọi người thấy trời tối thui sao chót không? Tại vì mùa đông ở bên đây trời rất là nhanh tối, khoảng 4 giờ mấy chiều là trời tối rồi, trời sụp tối rồi. Cho nên bây giờ hiện tại là mới có 6 giờ chiều thôi mà thấy trời nó tối gì đó. Đó bây giờ tàu bắt đầu nhổ neo đi ra. Làm gì vậy Thanh Duy? Ủa, nó cho thuyền chạy là nó tắt nhạc vậy đó hả? Có, nó tắt nhạc có nhạc. Nhạc có không? Có, nó có nhạc. Quên đó. Quên. Rồi bây giờ thuyền bắt đầu chạy rồi, Ly sẽ cho mọi người nhìn ngắm những cái tàu nó những cái chiếc Noel. tàu kia chơi tàu trang trí Noel nha. Mọi người ơi, bắt đầu đi rồi nè. Ly sẽ cho mọi người nhìn ngắm những chiếc thuyền trang trí Noel. Tại chiếc thuyền ở đây thì bắt đầu là hôm nay là nó sẽ cho những chiếc thuyền trang trí nó đi diễu hành trên biển. Hôm nay nó còn diễu hành không chị? Hôm nay ngày cuối. Bến du thuyền cho nên đi đâu cũng có du thuyền hết.
đây là khu của những người giàu ở bên Mỹ. Những chiếc du thuyền này là của những nhiều chiếc đẹp quá ha. Wow. Có nhiều chiếc to quá ha. Đẹp. Bự quá bự. Đây tàu Bến Nghé kìa. Tưởng đang trên sông Sài Gòn rồi đi tàu Bến Nghé. Dạo sông Sài Gòn. Ở bên đó đẹp quá gì? Không mà đèn là phải ban đêm. Ban đêm nó thì đèn. Cũng hay hay ha. Cảm giác là lạ. Vui. Kệ chứ giờ mình cứ đi vòng vòng của xe rồi đi về. Không đi về đúng không? Nên đăng ký đi. Vui quá kìa. Mỗi chiếc tàu đều có người ta đều xuống ăn uống chơi với nhau. Hello. Nó bọc lại không? Wow, ở trên đó đông ghê chị Nguyên. Cái này là chỗ mà giống như mình đi tới mình chơi nướng đồ ăn đồ phở không? Shop rồi vậy đó. Rồi nhà hàng. Rồi đông ghê kìa, người ta đốt lửa đồ để ăn uống được kìa. Người ta ra đây người ta ngắm cảnh. Đông ghê luôn ha. Lạnh quá. Biết mà chưa ăn gì uống gì lát nó đi ăn ăn ồ mà kia đông quá ha. Ồ quá trời người vậy. Mình nói nhiều quá nha. Gì vậy quá trời đông kìa. Đi đâu
cái gì cũng bự, cây thông Noel to đã quá. Em mê mấy cây thông bên đó lắm chị. Hello, chào mọi người. Mắc cận quá không thấy chữ. Anybody need an extra t-shirt? No. Đứng rồi mà đứng là gì vậy? Đâu. Merry Christmas. Ê, Diễm già, biết ai không? Biết ai?